Xôn xao clip vợ của một nam ca sĩ nói xấu Hoài Linh, tố nam danh hài từng mê bài bạc, mất cả tiền tỷ. Trong vài ngày gần đây, bên cạnh việc liên quan đến cuộc đấu tố của bà Nguyễn Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh còn khiến dân tình xôn xao khi số tiền từ thiện 14 tỷ đồng trong đợt kêu gọi ủng hộ miền Trung vẫn chưa đến tay bất kỳ tổ chức này. Sự việc này được Hoài Linh lên tiếng sau khi bà Nguyễn Phương Hằng phanh phui sự thật trên livestream. Dù đã lên tiếng và tiết lộ lý do chưa thể chuyển tiền và thực hiện thiện nguyện như đã nói, Hoài Linh vẫn nhận về những ý kiến trái chiều của dư luận. Hình ảnh đẹp, không hề dính scandal của Hoài Linh dường như đã sụp đổ với nhiều khán giả sau những lùm xùm với ông Võ Hoàng Yên cũng như chuyện từ thiện trong thời gian qua. Nếu như trước đây không ai quan tâm đến chuyện quá khứ của Hoài Linh thì hiện tại nhiều cư dân mạng đã bắt đầu tìm hiểu những góc khuất cũng như đời tư trong quá khứ của nam nghệ sĩ. Mới đây, đoạn clip cố nghệ sĩ chỉ tài cùng với vợ ca sĩ Khánh Bình đã nhận xét Hoài Linh trong quá khứ bỗng chốc được cư dân mạng đào lại. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, cố nghệ sĩ chỉ tài đã được đặt câu hỏi về thói quen xấu của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh nghĩ thói quen nào của anh Linh mà anh nghĩ nên thay đổi sẽ tốt hơn? Nghệ sĩ chỉ tài lúc đã tiết lộ nghệ sĩ Hoài Linh từng có thời mê chơi bài đến nỗi quên ngủ. Hồi xưa, anh ấy thích chơi casino, thích đánh bài lắm. Anh ấy thích giải trí, nhiều khi giải trí tới nỗi sáng vào giờ diễn anh ấy ngủ quên luôn. Nhưng lâu lâu thôi, chứ không phải thường xuyên. Tôi thấy cái đó đều giảm bớt sẽ đỡ vì tôi chỉ lo là anh ấy đóng tiền điện nhiều quá. Đó không phải tật xấu đâu mà đó là một cái sở thích riêng của người ta. Ngay vào năm 2015, vợ ca sĩ Khánh Bình tiết lộ về chuyện chồng mình từng kể về thói quen đánh bạc của Hoài Linh. Thậm chí theo lời kể của cô, nam nghệ sĩ từng có thời đánh bài thua lỗ cả tỷ đồng. Khánh Bình đi hát chung với anh Linh, bên Úc về, Khánh Bình nói là gặp ai fan hâm mộ lại nhà cũng nói xấu anh Linh hết. Nói anh Linh đi qua bển, hát tiền trô không có bao nhiêu, nhưng anh Linh đánh bài thua, có lần mấy trăm ngàn rồi về Việt Nam đánh trố, ngày thua mấy trăm triệu, cả tỷ luôn. Trích lời vợ của ca sĩ Khánh Bình. Những đoạn clip này nhanh chóng được cư dân mạng bình luận, thậm chí còn có người liên hệ đến vụ lùm xùm kêu gọi từ thiện của Hoài Linh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, theo chia sẻ của cố nghệ sĩ chỉ tài, thì đây chỉ là sở thích trong quá khứ mà thôi, đồng thời clip của vợ nghệ sĩ Khánh Bình là hơn 5 năm trước. Vì vậy, không thể lấy những clip này ra để chụp mũ những lùm xùm hiện tại của Hoài Linh. Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc khi nhiều người tái nước theo mưa để định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực về phía Hoài Linh, khi trước đây chẳng ai để ý đến những chi tiết này.